Lý Mai Giang và Thùy Linh xin thân ái kính chào quý vị. Trước hết, cho phép chúng tôi, những người dẫn chương trình đêm nay, thay mặt nhóm thực hiện Thánh ca Dân Chúa Đời Con, xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, có lẽ quý vị đã cảm nhận được sự thay đổi của khí trời. Cali đã bớt dần đi những cơn mưa và những cơn gió lạnh buốt, nhường chỗ cho những tia nắng rộn ràng đầy khí xuân. Cây cối cũng đã rũ bỏ những chiếc lá vàng và thay vào đó bằng những chồi lá xanh non mơn mởn. Đất trời như trở mình sau một giấc ngủ dài của mùa đông. Trong tâm tình này, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mừng Xuân Mới, một sáng tác của Linh Mục Kim Long với phần trình diễn của ca sĩ Trần Ngọc và các em Katie, Teresa, Tina và Vivian. Chúng tôi kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân vang lừng những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Năm tháng qua màu với bao là những lỗi lầm, đoàn con nay đợi trông tình Chúa thương rửa cho nên sạch trong như nắng hồng. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Xuân mới gieo vui nhắc tâm hồn hướng lên trời, nguyện luôn trung thành theo đường Chúa đi để mai sau hưởng xuân vui nước trời. Mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Năm tháng qua màu với bao là những lỗi lầm, đoàn con nay đợi trong tình Chúa thương rửa cho nên sạch trong như nắng hồng. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Xin Chúa khoan nhường khứ
ban hồng phúc tuôn tràn, để khi thêm tuổi thêm lòng mến yêu, thời gian qua niềm tin thêm vững bền. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mừng Xuân Mới, một sáng tác của Linh Mục Kim Long với phần trình diễn của ca sĩ Trần Ngọc và các em Katie, Teresa, Tina và Vivian. Rất màu sắc xuân phải không quý vị? Thưa quý vị, vào năm 2000, một nhạc sĩ rời quê nhà định cư tại Hoa Kỳ đã 20 năm. Dù đã là 20 năm, nhưng lòng nhạc sĩ vẫn luôn khắc khoải nhớ về quê cha đất mẹ. Nhớ nhất là những ngày Tết đến. Anh tâm sự, khung cảnh ngày Tết thật nhộn nhịp với tiếng pháo nổ đi đùng cùng tiếng chúc tuổi rộn ràng khắp từ mọi hang cùng ngõ hẻm. Một đặc điểm nữa của người Việt mình là nước nông nghiệp nên hương lúa mới hòa với nắng mới, trời mới, đất mới của mùa xuân tạo nên một khung cảnh thật huyền ảo và thơ mộng. Ngày Tết đến, người nông dân ở làng trên hay xóm dưới ai ai cũng mong sao được cơm no áo ấm. Vì thế, ngày Tết trở nên thiêng liêng cho những tâm hồn người Việt xa xứ như tôi. Nhạc sĩ Viễn Sứ đã tâm sự như thế khi được hỏi về nhạc phẩm Mừng Xuân Mới của anh. Có lẽ tên Viễn Sứ cũng xuất phát từ cảm hứng này chăng? Câu trả lời của anh như đưa chúng ta trở về với những ngày Tết thân thương nơi quê nhà. Với tâm thức đó, và bây giờ chúng tôi mời quý vị hòa cùng với nhịp điệu rộn ràng tha thiết, vừa bồi hồi luyến nhớ và mong cho quê hương được thái bình tự do, no ấm của tác giả qua tiếng hát của Mỹ Trang, Thanh Liêm, Phương Linh, Bích Ngọc và Quỳnh Hoa. Lý Mai Trang xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chuẩn.
sợ chi. Không biết Tết năm nay Thùy Linh đã chuẩn bị gì chưa? Em thấy năm nay Tết quá là sớm. Tại vì mình vừa mới mừng Giáng sinh xong. Cách mấy tuần là đến Tết rồi. Cho nên mình chưa có kịp có thời gian để chuẩn bị. Mà cái chuẩn bị mà mình thấy nó hơi đau bụng một chút xíu đó là chuẩn bị tiền. Đúng không? Làm không biết. Phát dữ quá đúng không? Dạ. Nhưng mà Mai Trang nghĩ là chắc chắn là trong nhà cũng phải có một cái chút gì đó gọi là hương vị ngày Tết đúng không? Chứ không thể nào để Tết nó lạnh lẽo cô đơn quá được đúng không? Dạ, một cái nữa là em cũng mới ở bên Việt Nam về cho nên mình cũng chưa có thời gian. Nhưng mà khi mà tuần trước ở bên Việt Nam thì gia đình của em bên đó, những ngày trước đó thì cũng cúng tất niên. Rồi chuẩn bị lấy lá, gói lá, chuẩn bị để mà làm sao gọi là gói bánh chưng, dạ, gói bánh chưng, bánh tét cũng như là làm mứt đó. Những cái món đó là những cái mà thông thường hàng năm vẫn làm cho gia vậy đình thì do năm nay là khó khăn quá thì có chuẩn bị bao lì xì không? Dạ không nhiều thì cũng ít chứ không có thì kỳ chết. Đúng rồi. Chị là phải sao? Có chị có chuẩn bị gì chưa? Mình cũng có chuẩn bị thì đương nhiên giống như mà giống như những gia đình truyền thống Việt Nam khác thì cũng có cái chút nọ chút kia để cho nó có cái hương vị ngày Tết và cho con cháu của mình nó cũng không có bị mai một cái văn hóa ăn Tết của mình. Nhưng mà Mai Trang nghĩ đối với Mai Trang thì quan trọng nhất là cái chuẩn bị cái phần tâm hồn để đón Chúa Xuân. Thì Mai Trang nghĩ cái phần chúc Tết thì không bao giờ thiếu rồi. Cho nên thường là Mai Trang hay chuẩn bị những cái phần mình sẽ đi thăm ai, rồi sẽ chúc cho ai, rồi các thứ. Nhân nói về cái vụ chúc Tết thì hình như là... Dạ, em cũng tính giới thiệu đến tất cả quý vị cái phần kế tiếp là thường hàng năm trong dịp xuân về thì cha Linh Hướng của mình vẫn có những lời chúc Tết gửi đến tất cả quý vị khán thính giả. Thì... sau đây thì Linh xin mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi theo dõi phần chúc Tết của cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên là cha Linh Hướng của giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý ông bà và anh chị em, quý vị đồng hương và tất cả những anh chị em vẫn thương yêu chương trình Dân Chúa Đời Con. Hôm nay chúng tôi cùng với cha Quang cũng như cha Quyết Tuấn rất là hân hạnh đến với quý ông bà và anh chị em qua chương trình của đài Dân Chúa Đời Con. Suốt một năm quý ông bà và anh chị em đã thương mến, ủng hộ và cầu nguyện cho quê hương, cho dân tộc, cho con cháu, cho tương lai của người Việt Nam qua những chương trình cầu nguyện với thánh ca. Năm nay, năm Quý Mão, chúng tôi cũng không ngoài mục đích đến quý ông bà và anh chị em gửi lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, chúc tụng tạ ơn những người đã thương yêu, đã giúp đỡ cho chương trình và cầu mong quý vị
tiếp tục được Thiên Chúa ban ơn sức khỏe dồi dào, công ăn việc làm thuận lợi, và đặc biệt là tương lai con cháu của quý vị thành công thành tài, vẻ vang dân tộc Việt Nam của chúng ta, và những người con đó trở thành những người tích cực và đóng góp cho sự hạnh phúc và bình an của quê hương Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho sự bình an và tự do, nhất là sự do tôn giáo trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Qua lời cầu nguyện, xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục dâng lên Chúa với những cái ước nguyện của chúng tôi. Xin Thiên Chúa, xin Chúa Xuân chúc lành cho quý ông bà và anh chị em, cùng với hai cha chúng tôi gửi đến quý ông bà và anh chị em lời chúc tốt đẹp nhất của năm đầu năm, năm Quý Mão này. Thưa quý vị, có lẽ việc chuẩn bị Tết thì người người nhà nhà hầu như là giống nhau. Nào là việc mình có nhiều việc mình phải làm, có nhiều nơi mình phải đi, có nhiều món ăn mình phải chuẩn bị, hoặc là có nhiều món đồ mà mình phải sắm trước Tết. Trên Mông Cổ thì tùy theo vùng miền và tùy theo khả năng tài chánh của gia đình, nhưng mà nói chung thì gồm có bánh chưng, bánh tét, thịt đông, củ kiệu, dưa hành, dưa chua. Những cái món, hoặc là những cái món mà đặc trưng nhất là cái món mà thịt kho trứng, mà Thùy Linh thì hay gọi là thịt kho tàu. Thưa quý vị, chỉ kể ra thôi mà Thùy Linh đã thấy thèm rồi đó. Thùy Linh không biết là trong những cái món mà người ta chuẩn bị cho Tết thì chị, đặc trưng của chị là món gì? Chị làm giỏi món gì nhất? Mình chỉ có giỏi ăn thôi chứ không giỏi làm. Mà chắc cũng phải có một món ít nhất chứ phải không? Và món mà mình thích nhất đó là món bánh tét. Nhưng thực sự ra là mình nấu bánh tét không có giỏi đâu. Nhưng mà mình nhớ như in những cái hình ảnh mà ngày xưa đó, lúc mà Tết đến, má mình gói những cái đòn bánh tét, nó đẹp mà nó thơm mà nó đối với mình lúc đó nó là một cái gì đó rất là quý. Và nhìn những cái đòn bánh tét của má gói nó đẹp và nó ngăn nắp lắm. Mình học hoài mà cũng không có gói được. Mình nhớ có một lần má mình dạy cho mình gói bánh tét, nhưng mà lúc đó tay mình nhỏ quá mà, cho nên bà cho mình gói một cái đòn nhỏ xíu bằng cỡ băng trái chuối thôi. Dễ thương à. Nhưng mà nhớ hoài không bao giờ quên. Thì những cái hình ảnh đó nó đi theo mình mãi cho đến khi mình lớn lên, rồi khi mình bôn ba khắp chốn, đi đây đi đó, đi đâu cũng luôn luôn nhớ về cái đòn bánh tét của má. Thì mỗi khi xuân về, gia đình ôn lại, gặp nhau và ôn lại những kỷ niệm Tết ngày xưa là luôn luôn nhắc về cái đòn bánh tét của má. Nói thế đó là chị đã xúc động rồi đó. Vâng. Mình thấy bên Việt Nam thì đúng có rất là nhiều cái kỷ niệm khi trong ngày Tết. Mình chuẩn bị nhiều thứ, mình cũng học hỏi được nhiều chị ha. Còn bên này tại vì cuộc sống nó bôn ba, nó vất vả quá mà mình không có thời gian, cho nên hầu như là ít có ai mà còn giữ được cái truyền thống đó. Hầu như là mình ra ngoài mình mua, tại vì rất là dễ, đi ra ngoài là ở chỗ nào cũng bán được hết. Mình có thể mua mứt, mua bánh, mua bất cứ những thứ gì cho ngày Tết, và trái cây thì không hề thiếu. Nhưng mà chị có thấy rằng là chính vì cái sự cũng như là tiện lợi đó, thì trẻ con ngày nay thì họ bị thiếu đi cái cảm giác là ngồi ngửi cái mùi củi cháy, nó thơm, nó nồng, nó cay. Mà cái phong cách mà ngồi nấu bánh nửa đêm nó canh cho tới sáng, tại vì một lần nấu bánh là phải 8 tới 10 tiếng đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì mình nhớ là cái những ai ở gia đình mình á, những ai mà được phân cho coi cái nồi bánh á là coi như cảm thấy ngầu lắm á. Không, chị là được có dịp để ngồi lại đánh tiếng lên. À còn nhậu nữa chứ. Và cũng là những cái kỷ niệm mà nhắc nhớ chúng ta về ngày Tết ngày xưa. Trong cái tâm tình này, Thùy Linh xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm kế tiếp. Thùy Linh xin mời quý vị cùng hiệp ý với chị Kim Thúy trong nhạc phẩm Tâm sự mùa xuân, một sáng tác của Thiên Lý, với phần phụ diễn của gia đình thân hữu của Giờ Dân Chúa Đời Con. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
nữa về đến bên cuộc đời, ngàn hoa khoe sắc cùng nắng vàng xinh tươi. Đó đây muôn người hát vui, đón xuân tưng bừng khắp nơi, thế nhân gieo vui ngày mới. Lòng con tha thiết tựa cánh mai nở vàng, màu hoa xinh thắm gọi nắng ngày xuân sang. Thoáng hương đưa nhẹ gió mây, ngất ngây cùng đàn đắm say, hát khen chùa xuân về đây. Yêu thương vơi vơi, tình ngài yêu thương vượt qua mây trời. Một mùa xuân mới chẳng biết đâu ngày về, tìm trong quá khứ một nỗi buồn lê thế. Chốn đây nghe lòng tái tê, giá băng xuân hồng ngủ mê, kiếp tha hương sao lặng lẽ. Giờ đây bên chùa kia ánh xuân rạng ngời, thời gian tan biến ngàn nỗi niềm đưa. Vọng Chúa ơi, tháng năm phúc ân đầy vơi. Yêu thương vơi vơi, tình ngài yêu thương vượt qua mây trời. Một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới. Chúa trên môi chúc khen Chúa trời. Yêu thương vơi vơi, tình ngài yêu thương vượt qua mây trời. Một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới. Chúa thương con người, ngài làm mùa xuân hạnh phúc. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán của dân tộc Việt Nam là nét đẹp văn hóa được truyền từ đời này qua đời khác, với những tục lệ như chúc Tết, xông đất, mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Trẻ thì háo hức chờ đợi những phong bao lì xì, được xem múa lân, và ở quận Cam chúng ta thì còn có cả đốt pháo nữa. Nói đến Tết là đã thấy sự rộn ràng trong đó rồi. Rộn ràng với những phong tục truyền thống của ngày trước Tết, như ra nghĩa trang dọn cỏ, sửa sang mồ mả,
đọc kinh cầu nguyện cho những thân nhân đã qua đời. Ở bên này, các nghĩa trang luôn được giữ gìn, chăm sóc chu đáo, nên chúng ta thường thì chỉ là lau chùi bia mộ, đặt những chậu hoa, thắp vài nén hương, đọc ít câu kinh để tỏ lòng hiếu thảo. Sau Tết thì ngay mùng 2, ngày được dành riêng để kính nhớ tổ tiên. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Với tâm tình này, Mai Trang kính mời quý vị hãy cùng hiệp ý với nữ ca sĩ Lệ Hằng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từng năm tháng
trở lại với chương trình Thánh Ca. Thưa quý vị, Tết là dịp để chúng ta đoàn tụ với gia đình. Dù làm nghề gì, dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm của gia đình trong 3 ngày Tết. Tết cũng là ngày mà đoàn tụ với những người đã mất. Từ bữa cơm tối đêm 30, trước đêm giao thừa, các gia đình đã thắp hương, mời hương linh của ông bà và tổ tiên và những người thân đã ra đi trước chúng ta để về ăn cơm, về vui Tết với con cháu. Chúng ta còn gọi là cúng gia tiên hoặc là dâng hương cho tổ tiên. Với người Công giáo chúng ta thì chúng ta đến nhà thờ để làm lễ tạ ơn, xin lễ tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài đã ban cho chúng ta trong suốt một năm qua. Và chúng ta cũng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, những lời cầu xin, xin Chúa chúc lành cho một năm mới đến, giống như là lời nguyện của Rabboni. Lạy Cha, Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời cảm ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con sống và sống trong tình yêu. Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi, hòa nhã và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn. Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau chính là những lời chúc xuất phát từ trái tim yêu thương. Và có lẽ đây cũng là tâm tư của nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng, hiện tại cư ngụ ở Seattle, Washington. Anh đã chìm mình trong tâm trạng nhớ xuân nơi quê nhà và dòng tư tưởng của mình trong những nốt nhạc đua nhau tuôn đến với nhạc sĩ Quốc Thắng trong suốt 2 ngày. Và ngày 25 tháng 1 năm 2021, anh đã cho ra đời nhạc phẩm Xuân Hồng Ân. Và bây giờ, Thùy Linh xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Lý Mai Trang qua nhạc phẩm Xuân Hồng Ân. Một mùa xuân đang về trên khắp quê hương, cùng một năm mới an khang đến khắp mọi nhà. Từng đàn chim én tung bay đùa trong nắng hồng, gió xuân la đà nhẹ rung cánh mai vàng tươi. Ngày đầu năm mới hướng về ngày Chúa Chí Tôn, cầu cho đất nước muôn dân sống trong an bình. Lòng người hiệp nhất tôn vinh tình yêu Chúa Trời, phúc lộc dư đầy tràn lan khắp trời Việt Nam. Xin chúc cho nhà nhà luôn ấm êm thuận hòa, gia đình bình an và luôn hạnh phúc. Rạng ngời muôn lời ca khen hồng ân khắp nơi. Một mùa xuân đang về trên khắp quê hương, cùng một năm mới an khang đến khắp mọi nhà. Từng đàn chim én tung bay đùa trong nắng hồng, gió xuân la đà nhẹ rung cánh mai vàng tươi. Ngày đầu năm mới hướng về ngày Chúa Chí Tôn, cầu cho đất nước muôn dân sống trong an bình. Lòng người hiệp nhất tôn vinh tình yêu Chúa Trời,
phúc lộc dư đầy tràn lan khắp trời Việt Nam. Xin chúc cho nhà nhà luôn ấm êm thuận hòa, gia đình bình an và luôn hạnh phúc. Xin Chúa ban đầy tràn ơn phúc thiêng rạng ngời, muôn lời ca khen hồng ân khắp nơi. Xin chúc cho nhà nhà luôn ấm êm thuận hòa, gia đình bình an và luôn hạnh phúc. Xin Chúa ban đầy tràn ơn phúc thiêng rạng ngời, muôn lời ca khen hồng ân khắp nơi. Muôn lời ca khen hồng ân. Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ Xuân mà Lý Mai Trang rất là thích. Bài thơ viết như sau: đây cả mùa xuân đã đến rồi, từng nhà mở cửa đón vui tươi, từng cô em bé so màu áo, đôi má hồng lên nhí nhảnh cười. Trong bài thơ đề cập đến các cô gái ở tuổi dậy thì, tựa hoa tươi cánh nở dần, mong chờ ý trung nhân. Bài thơ nói đến cả các chàng, từng như gã thư sinh biến chải đầu, một mình mơ ước chuyện mai sau, lên kinh thi đỗ làm quan trạng, công chúa cài trâm thả tú cầu. Nhưng Lý Mai Trang vẫn thích nhất là đoạn cuối: pháo nổ đâu đây khói ngợp trời, nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi, lòng tôi như cánh hoa tiên ấy, một án thơ đề nét chẳng phai. Dường như mùa xuân đến cho chúng ta được phép mơ đến tất cả những gì tốt đẹp nhất, viển vông nhất. Vâng, thưa quý vị, như tựa muôn đời, mùa xuân thật đáng ước ao với tất cả mọi người. Tuy nhiên, với những người Kitô hữu chúng ta, mùa xuân không chỉ là xuân đất trời, nhưng còn đáng ao ước hơn nữa là mùa xuân thiên quốc, nơi tình Chúa sáng mãi muôn đời và tình Ngài muôn đời bao la. Trong tâm tình này, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Tình Chúa, một sáng tác của Linh Mục Xuân Nguyên do Thùy Linh trình bày. Mai Trang xin mời quý vị thưởng thức. Xuân vui, thái nguyên xuân
của đất trời. Đầy mùa xuân thắm tươi, mùa xuân vinh phúc lên ngôi. Xuân tươi mãi không thôi, thì mùa xuân rục sinh ánh sáng chiếu soi khắp miền tội đời. Tiếng vui cứu chuộc muôn người, tế xu đến mùa xuân về. An vui coi lòng nhân thế, đem phúc vinh tình xuân muôn đời. Là mùa xuân dẫn con bước đi tìm về chân lý. Ngài hằng luôn chiếu soi đời sống mây mù giữa đêm đen. Xuân vui xuân bình an, hòa nhịp theo đấng trời thắm sinh. Con ca vang rộn rã tình ngày xuân thắm nhớ quang minh. Trong những phong tục ngày Tết mà chúng ta còn có tục bái niên mà chúng ta hay còn gọi là đi Tết, tức là vào ngày cận Tết chúng ta thường đến thăm ông bà, cô chú bác, anh em, bạn hữu hoặc là những người lớn hơn chúng ta trước ngày cuối năm để mà chúng ta tỏ lòng thân ái. Trong cuộc sống vội vã hàng ngày, loay hoay với cuộc sống, thoáng cái mà một năm đã qua. Những ngày Tết là dịp mà để chúng ta tụ tập lại bên gia đình, dành riêng thêm thời giờ để viếng thăm gia đình và những người thân. Và thấm thoát đó mà chúng ta đã xa quê nhà để những 48 năm. Nếu nói về thế kỷ thì chúng ta đã xa quê được đến gần nửa thế kỷ. Thế hệ người Việt đầu tiên định cư tại Hoa Kỳ, nối tiếp, nói riêng, rất nhiều người nay đã là ông bà nội, ông bà ngoại, thậm chí
còn là ông bà cố nữa. Con cháu chúng ta được sanh ra và lớn lên ở đây, còn nhớ được nguồn gốc của chúng ta và nhớ đến Tết thì đó là một điều rất là hạnh phúc. Gìn giữ phong tục tập quán của ngày Tết thật là tốt đẹp của chúng ta. Đó là một cách mà chúng ta dạy cho con cái của chúng ta biết được cái sự quan tâm đến đến gia đình và những người xung quanh của mình. Và trong tâm tình này, Thùy Linh xin mời quý vị cùng hiệp ý với nhóm bạn Dân Chúa Đầy Con qua nhạc phẩm Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Francisco. Xin mời quý vị cùng hiệp ý. Chúa, lời kinh của gia đình, mong thương
ta ơn Chúa, muôn đời ta ơn Chúa. Ngày đầu xuân, xin Chúa soi sáng cho đoàn con, sống với cha, sống với mẹ, hiền ngoan vui đam tình. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, muôn đời ta ơn Chúa. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, muôn đời ta ơn Chúa. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Xico, do các anh chị nhóm bạn Dân Chúa Đời Con trình bày. Thưa quý vị, khi đất trời bớt đi gió lạnh, khi nắng ấm bắt đầu len lỏi trên những cành lá, khi những chồi non thay chỗ cho những chiếc lá vàng, khi những cánh hoa bắt đầu khoe sắc và những tiếng chim ríu rít quanh nhà, ta lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát khao mơ ước. Mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trời xanh. Trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự hiện diện nào làm lòng người rạo rực hơn sự hiện diện của mùa xuân. Lạy Cha, Chúa của mùa xuân, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của Cha, ước mong được ở lại mãi mãi trong những ân huệ và tình thương của Cha sẽ ban cho chúng con và cho mọi người trong năm mới này. Trong tâm tình này, Lý Mai Trang mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Đã Đến, một sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên do Thùy Linh và Trần Ngọc trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời để tô thắm lại tình người. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an, với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu. Để xuân thắm nồng tình thương, Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an, với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu. Mùa xuân đã đến, trong lòng cuộc đời. Mùa xuân đã đến, trong lòng mọi người vui đón xuân sang đẹp tươi. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời để tốt thắm lại tình người.
trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Thưa quý vị, nhạc phẩm Mùa Xuân Đã Đến vừa kết thúc chương trình Thánh Ca Mùa Xuân của chúng tôi. Một lần nữa, Thùy Linh cũng như chị Lý Mai Trang xin cảm ơn tất cả quý vị luôn luôn đồng hành và hiệp thông với chúng tôi. Thùy Linh nhân dịp năm mới xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tràn đầy hồng ân của Chúa Xuân. Mình cùng chúc mọi người nhé. Chúc mừng năm mới.